Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, hiện nay nhu cầu sử dụng khẩu trang và kit xét nghiệm nhanh COVID-19 của người dân Đà Nẵng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là nhiều người sau khi sử dụng các phương tiện này không bỏ đúng nơi quy định mà theo kiểu bà đâu xả đó. Không những gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ về bùng phát dịch bệnh. Hiện nay, khi đi trên các tuyến đường của thành phố Đà Nẵng, chúng ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng đủ màu sắc vứt ra đường như thế này. Tại các điểm tập kết rác cũng đầy khẩu trang y tế đã qua sử dụng, gom lại cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác. Thời gian gần đây, việc người dân tự mua kit xét nghiệm để test nhanh tại nhà ngày càng phổ biến. Ba loại rác thải nguy hại này cứ thế cũng thải ra môi trường mà không được kiểm soát. Mà tép họ bỏ vô trong thùng rác thì lâu ra thấy nhiều lắm. Mấy cái thùng kia có hai gạp phù rồi. Thì mình cũng có lo lắng thôi, nhưng mà trách nhiệm mình phải làm thôi chứ. Thì là mình vẫn biết mình lo lắng, nhưng mà công việc của mình phải làm thôi chứ ra chị. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Đà Nẵng luôn ở mức cao. Việc dùng khẩu trang y tế cũng như các loại test nhanh trong phòng chống COVID-19 là cần thiết. Tuy nhiên, người dân cần có cách sử dụng hợp vệ sinh, không nên vứt bừa bãi sau khi sử dụng tại nơi làm việc, gia đình hay nơi công cộng. Bởi đây cũng có thể là nguồn lây nhiễm bệnh. Vi khuẩn trong khẩu trang cũng như dụng cụ test nhanh dễ bị phát tán trong không khí, khiến cho mọi người dễ bị lây nhiễm. Như chúng ta đã biết, đường lây chủ yếu của SARS-CoV-2 là theo giọt bắn và theo tiếp xúc. Do đó, trong cái quá trình mà chúng ta phát tán nó ra ngoài cộng đồng như vậy thì gây nguy cơ cho những cái người dân cũng như là người chúng ta có thể trở thành một cái người trung gian gián tiếp truyền các cái tác nhân gây bệnh đó ra ngoài môi trường. Chúng ta cần phải có sự chung tay góp sức từ người dân, từ bệnh nhân F0 cho đến các cái tổ y tế lưu động trên địa bàn cũng như là trạm y tế lưu động, và kết hợp với cái sự phối hợp của công ty vệ sinh môi trường để đảm bảo cái quá trình thu gom. Riêng về đối với những cái chất thải phát sinh từ nhà của người dân thì chúng ta phải lưu ý, trước khi mà chúng ta thu gom, bắt buộc chúng ta phải có trang bị phương tiện thu gom bao gồm những cái thùng rác có cái túi đắp chân, có lọt bao ni lông, và khi mà đã thu gom những cái chất thải ví dụ như là khăn giấy chẳng hạn, hay là những que lấy mẫu, hay là khẩu trang, thì chúng ta phải cho vào một cái bao rác màu vàng, sau đó chúng ta buộc kín miệng túi, bắt buộc phải buộc kín miệng túi và bọc tiếp một bao nữa, và bên ngoài cái bao thứ hai đó thì chúng ta phải dán chất thải lây nhiễm. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nêu cao ý thức, cùng chung tay phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ những vật dụng y tế mà mỗi người, mỗi nhà sử dụng trong phòng chống dịch.